mưa dông lớn, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng. Chiều tối ngày 6 tháng 9, cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân di chuyển khó khăn. Cụ thể, một số khu vực tại thành phố Thủ Đức ghi nhận lượng mưa lớn từ 4 giờ chiều. Mưa lớn trong khi hệ thống thoát nước hoạt động chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng nhiều tuyến đường như Lê Văn Việt, Hiệp Bình, Đỗ Xuân Hợp, Dương Văn Cam, Phạm Văn Đồng thuộc thành phố Thủ Đức bị ngập. Trong đó, khu vực đại lộ Phạm Văn Đồng giao với đường Tô Ngọc Vân, khu vực đường Lê Văn Chí giao với đường Linh Trung nước ngập cao, khiến hàng loạt phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người phải dắt xe giữa dòng nước chảy khá xiết. Một số khác chọn cách trú mưa hai bên đường, chờ đợi nước rút mới tiếp tục di chuyển. Mưa lớn vào đúng giờ tan tầm, lượng xe cộ tăng mạnh dẫn đến tình trạng kẹt xe tại nhiều khu vực, người dân mất nhiều thời gian hơn để về nhà. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 6 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều dự báo có mưa dông, cơn mưa kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, đến tối tiếp tục có mưa thoáng qua ở một số khu vực.